Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn, quấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hiện nay, ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng phải rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều, vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn, ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đệ tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Hiện giờ, ta có điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp rước người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng, hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai. Vậy, người nghiêng mình trên ngực Chúa Giêsu hỏi rằng, lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ấy là kẻ mà ta trao miếng bánh, ta sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Judas đã lấy miếng bánh, thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng, sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giuđa có túi bạc, nên Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giuđa khi đã lãnh miếng bánh rồi liền đi ra, khi ấy đã tối. Khi Giuđa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu lại phán rằng, hiện bây giờ con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giuđa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau,
Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng, Lạy Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, Nơi ta đi bây giờ, ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng, Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giê-su đáp rằng, Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần.